Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền tử là Phong đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau uh, nhận định thêm vào thị trường nha chị nhá. Và trong ngày hôm qua chúng ta đã thấy được có rất là nhiều những cái sự chuyển biến ở trên thị trường và đặc biệt là trong ngày hôm qua chúng ta có một cái tin tức liên quan ha em cũng đã post ở trên telegram thì anh chị nào chưa tham gia vào telegram của team thì anh chị có thể là vào cái phần mô tả của video này để anh chị có thể là click vào và tham gia ha và anh chị sẽ thấy được là ở đây em có post là set thì cháu biết là những cái hồ sơ ETF thì chưa có sự đầy đủ thì cơ quan này cũng đã nói với Nasdaq và CBOE là những cái đơn từ Blackrock hay là fidelity thì nó đều không có rõ ràng và toàn diện và em thấy những cái tin tức này nó giống như là ở uh, thời điểm hiện tại á uh, có một cái thế lực nào đó chưa gom hàng đủ và nó đưa ra những cái tin tức này để kìm hãm giá cả không cho giá cả tăng anh chị trong ngày hôm qua thì chúng ta nói rằng uh, có thể là sóng bố sẽ kết thúc ở đây khi mà chúng ta có một cú đẩy lên nhưng mà sau đó thì anh chị thấy được là nó lại đưa ra tiếp tục về một cái tin tức nữa đó Là về cái tin mà chúng ta vừa mới nhắc đến ha Seth đang có những cái ý đồ gì đó thì chúng ta chưa biết Nhưng mà thời điểm hiện tại thì Seth lại kêu là ở uh, những hồ sơ chưa đầy đủ thế này thế kia Sau đó thì thị trường đã hoảng loạn Và anh chị thấy được là một cú sẻ từ cái vùng giá là khoảng 31 000 ha Rơi thẳng về cái khu vực là khoảng 29.383 đô la và ở quanh cái khu vực này á, thì trong thời gian vừa qua em đã à, nhắc khá là nhiều đến về cái hành vi là nó sẽ có thể là quét thanh lý, ha, liquidity Đây khu vực liquidity chúng ta đã nhắc trong những ngày vừa qua là nó có thể là quét xuống trước khi nó tạo ra một cú đẩy nữa lên sóng năm Và thời điểm hiện tại thì cái kỳ vọng về cái sóng 4 của em nó đã đạt được đủ cái yếu tố rồi anh chị Và nếu như mà trong những ngày trước đây thì em có nói đến một cái vấn đề rằng á là anh chị thấy được là gì à, em cũng phân tích về một cái kênh giá ở trong cái khung thời gian là khoảng một giờ ha em phân tích về kênh giá này và em à, kêu rằng là nếu như anh chị tính lo ở đây ấy, thì cũng hãy cẩn thận bị bởi vì là nó có thể là quét về ha nó quét về khu vực tỷ lệ một một của fibo mở rộng ở đây như anh chị thấy em sẽ zoom lại nha đây cũng là khu vực mà nó trùng với lại cái điểm liquidity là cái điểm có sự thanh lý xảy ra và cái lực bán ở trong ngày hôm qua nó có một cái volume khá là lớn nha anh chị đây anh chị thấy được nè volume rất là lớn và nhìn về những cái thông số liên quan đến là thanh lý thì chuyện gì đã xảy ra ở trong ngày hôm qua anh chị thấy được là chỉ trong vòng khoảng là 30 phút thôi một cây nến 30 phút sọc xuống như thế này chúng ta đã thấy được là khoảng 27 triệu đô lệnh lon bị thanh lý ha 27 triệu đô là dòng về thanh lý và cái dòng tiền phải sinh là cái nơi tiền bơm vào để lon để so vân vân anh chị thấy ạ thì nó rơi từ cái khu vực giá là khoảng 15 tỷ và đến thời điểm hiện tại chúng ta chỉ còn ở cái phạm vi là 13 7 tỷ 7 thôi tức là nó rơi cũng gần 2 tỷ 2 tỷ dòng tiền phải sinh bị rút ra chứng tỏ là trong ngày hôm qua cái lượng tiền uh, khi mà họ đón những cái tin tức về xét họ nói về cái vấn đề đó nó làm cho thị trường rung lay ha thị trường không chắc chắn là nó sẽ tăng hay giảm hay như thế nào cả mà mọi người để gọi như là chốt lời chốt lệnh các kiểu luôn và sau đó là anh chị thấy được là những cái lệnh lò bị thanh lý thì trong thời gian tới em sẽ tổng hợp lại những cái cách mà em xác định những cái vùng có cái sự thanh lý sẽ xảy ra để anh chị có thể là xem qua ha mà anh chị không cần phải sử dụng quá nhiều chạc khác nhau uh, những cái chạc tốn phí thì anh chị thấy được trên thị trường hiện giờ nó có những hit map nè, có những cái book map vân vân rất là nhiều cái ứng dụng mà nó tốn phí để anh chị phải xem thử là ở khu vực đó nó có thanh lý hay không mà chúng ta chỉ cần á thật sự nha chúng ta chỉ cần nhìn qua những cái chạc thì thời gian tới sẽ cập nhật nói về cái vấn đề là làm sao chúng ta xác định được là điểm nào là điểm thanh lý điểm nào là điểm mà nó sẽ có thể là quét về đó, thì thời gian sau thì chúng ta phải phân tích lại với nhau điều đó anh chị ha còn thời điểm hiện tại thì như thế nào anh chị về thời điểm hiện tại ở khung thời gian là 4 giờ đi anh chị ạ. À. Thì chúng ta vẫn đang nằm ở ngay khu vực tỷ lệ 21 thì ở đây em sẽ kéo cái này ra một tí ha, cái fibo mở rộng ra một tí thì anh chị thấy được là chúng ta vẫn đang bám trụ lại ở ngay khu vực tỷ lệ 21 và kèm ở nơi này chúng ta thấy được là đây là khu vực daily low ở cái mức giá là 30.335 đô la và chúng ta à, đang được đỡ giá ở đây. Ở à, trong ngày hôm qua khi nó lấy thanh lý xong nè anh chị nè à, thì à, thị trường bắt đầu nó hấp thụ lại những cái lực lon nó bắt đầu nó khớp ở dưới này nó khớp lại và nó đẩy giá lên đó. thì trong thời gian tới thì em vẫn kỳ vọng là cái sóng năm của chúng ta sẽ diễn ra. ha và cái sóng năm đối với em thời điểm này em vẫn đặt cái mốc target của nó là quanh khu vực giá là 2.618 của Fibo mở rộng 31.665 đô la và trong thời điểm này thì em cũng sẽ xác định với anh chị rằng là gì chúng ta đang có rất rất là nhiều những cái lệnh số ở đây ở trong thời gian vừa qua khi mà giá cả bị đẩy xuống và chèn đến thời điểm hiện tại ha? rất là nhiều lệnh số cho nên là cái việc á thị trường anh chị thấy được rồi trong trong cái khoảng thời gian mà nó xảy quay từ cái thời điểm là khoảng 23 tháng 6 đến bây giờ thì liên tục là những cái hành vi giá nó đẩy lên nó quét thanh lý đẩy xuống quét thanh lý đẩy lên quét thanh lý rất là nhiều như vậy rồi và cái lý do nữa mà em nói là ở khu vực này rất là nhiều lệnh sót là gì anh chị là trong cái thời gian vừa qua nếu như anh chị để ý nhá ở cái khúc này nè là cái cú đẩy lên đúng không ạ và sau đó chúng ta điều chỉnh ở trong những ngày vừa qua say quay đó thì anh chị thấy được là gì chúng ta cũng đã có những cái lượng long đẩy lên rất là lớn đẩy lên rất là lớn ở quanh khu vực này đó, và sau đó thì anh chị thấy được là gì nó đẩy xuống à, nó đẩy xuống tức là rất là nhiều những cái lệnh sót đã được mở ở trong thời gian vừa qua vậy nên là em mong rằng á, là trong thời gian tới cái kịch bản của chúng ta là à, vẫn sẽ đẩy một cái mức giá cao hơn nữa quét thanh lý và sau đó là chúng ta sẽ à, thấy được những cái sự điều chỉnh sâu ha. thì thời gian tới sẽ cập nhật vấn đề đó nhưng mà thời điểm này hãy cùng nhìn lại những cái chỉ báo mà chúng ta đã sử dụng ở trong thời gian vừa qua đầu tiên chúng ta hãy nói đến cluster một tí đi anh chị về mặt cluster ở 4 giờ như anh chị thấy được là đây là cái hành vi giá ha, đây là cái hành vi giá mà nó khiến cho cluster nó cứ dập dìu như thế này đáng lý ra nếu mà đúng nha cái sóng 4 á thực sự là nó phải quay trở ngược lại khu vực quá bán luôn nhưng không anh chị market maker nó làm giá ở khu vực này nó không cho giá rơi xuống ha, những cái khu vực trong thời gian qua này anh chị thấy được là nó tốn bao nhiêu thời gian để nó phải chạm đến cái khu vực hỗ trợ mà chúng ta mong muốn thì nó anh chị thấy được là nó tốn khoảng hơn 6 ngày để mà chúng ta có một cái râu chạm đến cái ngưỡng hỗ trợ à, 1.618 này cũng như là quét thanh lý đó chị thì với 6 ngày vừa qua một tuần vừa qua sau những cái tin tức mà được ra ồ ạt liên tục liên tục là những cái tin tốt liên quan đến là ở ETF rồi uh, set uh, rồi là là Fed công nhận rằng là ở uh, Bitcoin sẽ là một tài sản gì đó trong tương lai vân vân đó thì thời điểm này cho chị thấy được là vì là nó gấp khúc như vậy Ha, và cái tỷ lệ nếu như mà chúng ta có hồi mạnh lên đó, thì theo em thấy là nó cũng sẽ không quá cao và đi quá xa đâu chúng ta sẽ có một cái điểm dừng ở trong thời gian tới thì anh chị cứ theo dõi với em ha chúng ta sẽ đến khu vực quả mua này ở trong khoảng vài ngày tới nữa thôi chúng ta có thể là canh để sót xuống nếu có dấu hiệu suy yếu ha À, anh chị lưu ý cái câu nói của em là nếu có dấu hiệu suy yếu thì chúng ta mới canh để chúng ta sót xuống còn thời điểm là thì chưa ha chúng ta vẫn đang gọi là uh, bị làm giá cho nên là cứ để cho nó làm xong đi rồi chúng ta sẽ đưa ra những quyết định tiếp theo và cũng như uh, thời điểm hiện tại là chúng ta đang nằm ở thứ bảy và chúng ta chỉ còn một ngày cuối tuần nữa là thứ bảy chủ nhật đúng không ạ và qua thứ hai à tối thứ hai anh chị sẽ thấy được những cái biến động rất là lớn bởi vì là à thì đến tối thứ hai thì bắt đầu là ở bên mỹ đó là bắt đầu nó chuyển qua à, đầu tuần rồi thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét những tình huống à, tiếp theo còn thời điểm hiện tại á thì anh chị thấy được 4 giờ chúng ta vừa để qua mua đúng không ạ ở khung ngày anh chị thấy được là khung ngày đang có dấu hiệu muốn điều chỉnh và em tin rằng là nó sẽ cần phải giữ chân của nó ở quá mua này một thời gian nữa bởi vì sao bởi vì anh chị đã thấy cái góc nhìn ở 4 giờ đúng không anh chị anh chị thấy được là nó vẫn còn có khả năng để tăng lên tiếp cho nên là ở khung ngày á, nó sẽ có cái độ trễ một tí nó phải chờ những cái khung thời gian nhỏ nó đồng khung ha, nó phải đến quá mua tất cả cái khung từ 4 giờ 2 giờ 1 giờ nó đến cái phạm vi quá mua và lúc đó chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh và không chỉ là ở khung ngày mà ở khung tuần chúng ta thấy được là gì anh chị ở khung tuần chúng ta vẫn đang có những cái tỷ lệ nó cũng hồi từ khu vực 50 phần này nhưng mà từ thời điểm mà nó đến quá mua đến bây giờ chúng ta chưa chạm đến cái ngưỡng qua bán và em tin rằng là thời gian tới vẫn sẽ có một sự điều chỉnh ha, vẫn sẽ có một sự điều chỉnh thôi và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo ở trong thời gian tới thì ở cái chỉ báo cluster này đầu tiên chúng ta đang có những dấu hiệu như vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem thêm một cái chỉ báo nữa à, một một chỉ báo cũng khá là bình thường thôi đó là RSI hãy xem nó nha anh chị nha ở 4 giờ thì anh chị thấy được là nằm ở 50% và cái tỷ lệ hồi vẫn có ok lên quá mua vẫn có ha ở khung ngày thì như thế nào Cung ngày thì anh chị thấy được là quán mua vàng đang điều chỉnh nó đang uh, gọi như là uh, chạm lại cái ngưỡng cái đường trên line, hoặc cái đường MA của nó thì uh, để xem thử là nó có hồi lên tiếp hay không và nếu như mà hồi lên tiếp á, thì lại đến quán mua một lần nữa thì anh chị sẽ thấy được cái kịch bản là 4 giờ khung ngày và cũng như là khung tuần chúng ta sẽ đồng khung là là đến khu vực quán mua và đến khu vực quán mua thì đương nhiên là sẽ có sự điều chỉnh và anh chị có thể là nhìn lại ở trong quá khứ đối với khung tuần này anh chị nè đến khu vực quán mua đúng không ạ cái thời điểm này là khoảng 64.000 bốn đô RSI quá mua và rất rất quá mua và anh chị thấy được cái sự điều chỉnh đã diễn ra ha à, và một lần sau đó nữa là 69.000 đô khi đó nó cũng chạm gần đến cái khu vực quá mua và cái tỷ lệ điều chỉnh khá là sâu đối với khung tuần cho nên là khung tuần là cái góc nhìn ở trong thời điểm này mà em muốn chỉ ra cho anh chị thấy được rằng là rất là nhiều các chị bạn nó đã đến qua mua và cái tỷ lệ điều chỉnh trong thời gian tới là có nha anh chị nhé và xung quanh bitcoin thì như thế này vẫn như thường lệ chúng ta sẽ xem xét về usdt Dominant và cũng như là DSI thì usdt Dominant trước đây anh chị nó sẽ liên quan đến crypto hơn thì thời điểm vừa qua ở trong trong ngày hôm qua nè anh chị nhìn nhé chúng ta cũng có một cái sự đẩy lên và sau đó chúng ta lại sụp xuống Và đây là cái tình trạng khi mà anh chị thấy được là à, mọi người hoảng sợ nè anh chị nè đó, nó vẫn đang giữ mình ở quanh khu vực là 7.16 phần trăm 7.15 phần trăm ha là 0.618 của Fibo thoái à, thoải lui á thì khi mà nó đến khu vực này nó được hỗ trợ lên thì lúc đó cũng là cái lúc mà xét à, nó ra cái tin tức là à, à, bây giờ là chưa đủ hồ sơ thế này thế nào có thể anh chị thấy được mọi người hoảng sợ đó là dòng tiền họ chốt ha, họ chốt bitcoin họ bán bitcoin và cũng như là những cái lệnh long short bị chuyển hóa từ ha chuyển hóa từ những cái đồng ancon và cũng như là bitcoin sang usdt à, cho nên là anh chị thấy được là nó giật lên nó có sự hoảng lệnh sau đó nó bị xả xuống thì đây là cái tình huống rất là rõ ràng một cái tình huống liên quan đến là maker maker nó làm dễ ha anh chị hãy nhìn kỹ cái cái phạm vi này về trong thời gian tới thì như thế nào thì đối với em ở trong thời gian tới thì về cái vùng hỗ trợ thì anh chị thấy được là khu vực tỷ lệ vàng nó giữ rất là tốt nhưng mà thời điểm này anh chị thấy 4 giờ nó sắp gọi như là quay trở lại khu vực quay bán một lần nữa à, cái thứ hai nữa là ở khung ngày nè anh chị thấy được là nó đến khu vực quay bán rồi và cái tỷ lệ mà nó giữ được 0.618 này ở trong thời gian tới và nó hồi lên thì anh chị biết là Bitcoin nó có điều chỉnh hay không nó rất là đồng thuận với những gì mà chúng ta vừa mới phân tích đối với Bitcoin hoàn chị ha là khi USDT mà nó tăng lên dominant nó tăng lên có nghĩa là sao họ sẽ chốt Bitcoin họ sẽ chốt Ancon sang thằng USDT đó, và khiến cho đội USDT Dominion nó tăng lên là lúc đó là lúc mà có sự điều chỉnh xảy ra đó, và em tin rằng là cái chị báo này nó không sai nha chị nha trong thời gian qua chúng ta rất là nhiều lần đúng với nó rồi vì vậy là em vẫn sẽ à, chờ những thông tin tiếp theo về cái thằng USDT Dominion này và ngoài USDT Dominion ra thì anh chị cũng nên xem qua về à, cái chỉ số sức mạnh của đồng đô la về chỉ số sức mạnh của đồng đô la thì anh chị thấy được là trong ngày hôm qua đây ở khung thời gian là khung ngày anh chị thấy được là nó đã gần như ha gần như là chạm đến cái ngưỡng kháng cự này lại có một cái sự phản ứng xuống Ờ à, lại có một cái sự phản ứng xuống thì ở 4 giờ anh chị cùng xem với em ờ à, thì chính xác luôn anh chị nó chạm đến gần cái khu vực cạnh trên live của chúng ta coi như là chính xác là chạm rồi đi anh chị ha chúng ta không thể nào mà à, vẽ nó đúng hoàn toàn trăm phần trăm thì ở đây em sẽ kéo xuống tỷ lại đó thì nó cũng là ở một lẻ ba như em đã phân tích với anh chị thì anh chị thấy được là gì nó đến khu quá mua ở 4 giờ thì đương nhiên là có sự điều chỉnh là bình thường Ha, có sự điều chỉnh là bình thường nhưng mà bây giờ anh chị thấy được là nó vẫn giữ chân à, về cái chỉ số sức mạnh này ở quanh khu vực là 0.5 102 điểm ha, và em tin rằng là thời gian tới nếu anh chị nhìn về quan sát ở khung ngày cái tỷ lệ tăng của chúng ta vẫn còn ha, vẫn còn về cái sự à, tăng trưởng này trong lần này á, em vẫn có thể thấy được là ở à, chúng ta có khả năng để bứt phá chúng ta vẫn có khả năng để bứt phá ra khỏi khu vực 103 này thêm một lần nữa À, vì, vì vậy là anh chị cứ quan sát về DSI ha, Cái mốc 103 này nếu mà bị bung ra là Bitcoin điều chỉnh khá là sâu đó anh chị ừ, Khá là sâu nha, thời điểm này thì uh, Nó đến qua mua đến qua bán thì nó là bình thường thôi nhưng mà Ở khung ngày thì làm cái dấu hiệu lớn hơn Và anh chị sẽ cần phải quan sát cái dấu hiệu đó và ở khung tuần thì như thế nào Ở khung tuần anh chị thấy vẫn còn tỷ lệ đã tăng lên ở khung tuần Và cái tỷ lệ mà nó bứt phá ra 103 nó không khó anh chị à, Và em tin rằng là trong từ giờ đến Uh, khoảng giữa tháng sau thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu nó rõ ràng hơn để chúng ta phân tích thêm với nhau nha anh chị nhé Đó thì về mặt Bitcoin và những cái sức mạnh đô la và USDT Dominance chúng ta đã phân tích rồi Thì anh chị thấy được là thời gian tới dù có tăng lên thì anh chị vẫn sẽ phải... Uh, chấp nhận rằng là chúng ta sẽ có sớm có những sự điều chỉnh thôi ở cho nên là nếu như anh chị đang lo hoặc sót thì anh chị cũng phải theo dõi những thông tin này nha và để mà trong thời gian tới mà anh chị có thể là đầu tư mà anh chị không phải tốn quá nhiều thời gian khi mà ngày nào anh chị cũng muốn vào sàn để mua như thế này mua như thế kia bán như thế này bán như thế kia thì anh chị có thể là xem qua cái tính năng là kế hoạch đầu tư tự động của con S ha thì ở đây anh chị có thể là tạo ra những cái chiến lược đầu tư khác nhau đó ví dụ như anh chị muốn mua Bitcoin và anh chị có thể là đặt những cái mốc giờ mà nó có thể là mua vào hàng ngày đó thì anh chị thấy được này đây 12 tiếng 8 tiếng 4 tiếng 1 hoặc là hàng ngày thì anh chị có thể là bỏ một số lượng uh, tiền vào đây và cứ mỗi ngày hay là mỗi giờ mà anh chị đặt ra thì nó sẽ mua tự động cho chị và đây là một cái chiến lược đầu tư để anh chị DCA để anh chị quên đi về cái mức giá và cũng như là tập trung hơn về công việc hàng ngày nha anh chị nha và để mà anh chị có thể là sử dụng những tính năng đặc biệt này của con thì anh chị có thể là ủng hộ team mà các thật click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này và bây giờ chúng ta sẽ đến cái chuyên mục tiếp theo ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến những đồng anh tiếp theo chúng ta sẽ nói đến Ethereum thì Ethereum thời điểm này nó đã quay trở lại cái khu vực target của em ở cái sóng năm này là khoảng 1.618 1941 và em tin rằng là nó vẫn có thể có khả năng để tăng thêm một tí nữa à, thời điểm hiện tại thì nó đã quét thanh lý và anh chị thấy được là chúng ta đã có rất là nhiều cây nến 4 giờ bắt đầu từ chỗ rồi một cây hai cây ba cây đã từ chỗ từ khu vực này đi xuống và nó cũng đã lấy thanh lý và chúng ta hãy cùng nhau xem thử là ETH bị lấy thanh lý như thế nào nha anh chị nha eth USDT anh chị có thể là sử dụng cái chart này ở trên con glass rất là dễ dàng thôi à, thì trong ngày hôm qua cái cú rơi này của nó xuống nè anh chị nè thì anh chị thấy được là chúng ta đã quét đi là khoảng à, gần 10 triệu đô lệnh long bị thanh lý ở trong ngày hôm qua à, với một cái râu này xuống và sau đó nó vẫn được hồi lại và nó vẫn được hồi lại thì anh chị thấy được là nó vẫn à, đang nằm ở cái khu vực hỗ trợ rất là đẹp khu vực tỷ lệ 1:1 1847 một bốn và em tin rằng là nó vẫn sẽ còn đẩy lên một nhịp nữa bởi vì sao vì khung thời gian 4 giờ nó vẫn chưa tới cái ngưỡng cần phải điều chỉnh là ngưỡng quay mua và chúng ta vẫn phải chờ là nó lên tới khu vực này trước đã ha tiếp theo chúng ta hãy nhìn ở khung thời gian là khung ngày ở khung ngày thì cũng gần điều chỉnh rồi và đây là cái dấu hiệu mà em nghĩ rằng là đối với serum ở cái sóng năm của nó sắp sửa hoàn thiện ha chị ha đó thì anh chị thấy được lại serum nó đi nó đẹp hơn rất là nhiều so với bitcoin ở sóng 4 nó đi rất là dứt khoát nè anh chị nè đó cái cây nến ngày này nó sọc xuống một phát Tuy rằng là nó cũng giằng co bởi vì em đã nói với anh chị rằng á, là từ cái điểm sóng 3 xuống cái điểm sóng 4 là cái sóng rất là khó chịu và nó kéo dài nhất. À, nó đi rất là lâu một ngày, 2 ngày nè, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. 7 ngày để hoàn tất một cái sóng 4. Anh chị thấy nó, nó nó tốn thời gian hay không ạ? Nhưng mà qua cái sóng 5 nó chỉ tốn 1 ngày, 2 ngày là, là nó đã xong cái sóng 5 rồi. À, nó xong cái sóng 5, 6 sóng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần xác định cái điểm cuối của sóng 5 nó dừng ở đâu thôi. À, ví dụ như ở trên nó còn những cái lượng thanh lý nữa thì nó cần phải lấy hết và sau đó thì nó vòng đầu đó thì đó là cái tỷ lệ mà em thấy được là Ethereum nó cũng đang tương tự và rất là giống với Bitcoin rằng là ở à, tỷ lệ điều chỉnh của nó trong thời gian tới vẫn rất là cao ở khung ngày thì anh chị thấy được là nó chỉ còn rướng được thêm một vài nhịp nữa ha, một vài nhịp khung ngày nữa để trước khi nó điều chỉnh xuống và ở khung tuần thì như thế nào ở khung tuần anh chị thấy được giống Bitcoin nó vẫn có khả năng để di chuyển xuống cái khu vực quả bảy này đó và đây là cái dấu hiệu mẹ muốn chỉ ra cho anh chị thấy về serum ha thời điểm tới thì em kỳ vọng rằng là nó sẽ đẩy lên thêm một dịp nữa để lấy thanh lý vì sao vẫn còn thanh lý anh chị bởi vì á như anh chị thấy nè thì trong thời gian vừa qua khi mà cái sóng đẩy của nó lên ha anh chị thấy được cái sóng đẩy của nó lên nè nó đẩy rất là mạnh rất là nhanh và đến cái điểm quanh cái điểm này nè bắt đầu là có những lệnh stop sinh ra đó bắt đầu có những lệnh stop sinh ra thì đương nhiên là ví dụ như bây giờ mà anh chị có sót xuống thì cái SL của anh chị tất nhiên nó phải cao như thế này và anh chị, chị kỳ vọng nó sâu như thế này đúng không ạ ví dụ như vậy đi thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Ethereum là uh, nó có thể là quét cao hơn nó là SL đi sao đây lấy SL hay là nó lấy thanh lý những cái điểm ở trên cao hơn Đó, vì vậy là em nghĩ rằng nó nó vẫn sẽ còn cơ hội để tăng thêm những cái nhịp tới để mà nó lấy thanh lý trước khi nó tạo ra cái đài điều chỉnh ha anh chị ha Đó, thì về mặt serum là như vậy thôi và anh chị đã thấy được những kịch bản mà em đang đề ra với anh chị và nó đang đi rất là chuẩn chỉ ha đối với serum và bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái đồng anh mà chúng ta đã quan tâm ở trong thời gian vừa qua tiếp theo chúng ta sẽ nói đến ADA ADA ngày hôm qua rất là may mắn Ha, rất là may mắn em uh, có phân tích anh chị về cái SL như thế này, đó thì anh chị thấy được là nó quét gần chạm SL thì nó rút râu lên, nó rút lên tới cái khu vực cái ngưỡng này là khoảng 0.5 và thời điểm ngày hôm qua á, thì thực tế ra nó đến cái ngưỡng 0.3 này rồi và em có kêu anh chị rằng là đến cái TB1 thì anh chị có thể là chốt lời đi, ha, hoặc là anh chị giờ SL dương, đó tùy anh chị nếu mà anh chị giờ SL dương thì anh chị vẫn có lời. Còn nếu như anh chị đã chốt một phần và anh chị giữ nguyên SL thì thời điểm này á anh chị vẫn đang có lời luôn. À, có nghĩa là dù gì đi nữa thì anh chị vẫn đang có lời và em thấy được là cái tỷ lệ này á trong thời gian tới ADA nó có thể vẫn có thể ha nó quay trở lại khu vực 0.3 này trước trước mắt là như vậy đã bởi vì sao 4 giờ chúng ta gần đây qua mua rồi và cái tỷ lệ mà nó tăng tới đó thì để chúng ta tay ghét xa hơn á, thì thời điểm này em thấy nó chưa hợp lý lắm và chúng ta phải xem xét thêm nhiều yếu tố nữa thứ nhất là về Bitcoin này về Bitcoin bây giờ nó tăng như thế nào đã à, Ví dụ như mà Bitcoin nó tăng thêm một cái giá nữa đi thì đương nhiên IDA lên tới 0.33 là vẫn bình thường cho nên là thời gian tới chúng ta nên nhìn lại Bitcoin và chúng ta sẽ phân tích tiếp nếu như mà Bitcoin nó yếu thì chúng ta sẽ canh sót ở cái điểm 0.3 này à, chúng ta canh sót xuống vì sao vì á, em đã nói với anh chị ở trong những ngày vừa qua cái khu vực 0.3 này trước đó là cái nơi có nguồn cung à, nó tạo ra những cái đà đẩy rất là lớn và trong cả ngày hôm qua từ cũng từ khu vực này nó đẩy xuống vì vậy là anh chị sẽ xem xét nếu Bitcoin trong thời gian tới mà nó yếu thì chúng ta sẽ canh để sót từ khu vực 0.3 này, còn nếu như Bitcoin nó vẫn tạo ra gia tăng thêm những cái lực tăng ở đầu tháng á thì anh chị sẽ nhắm đến cái khu vực kéo hơn một tỷ là 0.33 à, cái khu vực mà em vẫn mong muốn nó chạm đến để em sót xuống còn về cái lệnh lon thì thời điểm này anh chị thấy được là nếu mà anh chị đang có lời thì cứ giờ sl nó gần gần đến 0.618 này hoặc là nếu anh chị đã chốt rồi thì bỏ qua không quan tâm nữa ha tùy anh chị đó còn thời điểm này nếu mà anh chị đang có thì cứ giờ sl lên entry hay là giờ sl nó uh, gần lại 0.618 để an toàn cũng được tùy anh chị và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đồng sen thì đồng sen là một cái đồng không may mắn thì ngày hôm qua chúng ta đã quét sl À, chúng ta bị quét SL nó gần chạm đến cái tb 1 mà em đề ra thì nó đã bị quét SL và à, cái này là một cái điều không thể mà tránh khỏi khi mà chúng ta có những cái tin tức nó quá bất ngờ như vậy nó tạo ra sự hoảng loạn ở trên toàn bộ thị trường crypto à, vì vì thế cho nên là quét lần của chuyện hết sức là bình thường thôi anh chị cho nên là cái lệnh này nếu như mà anh chị để SL dương thì anh chị vẫn à, ok nhưng mà nếu như anh chị bị quét SL thì đây là một cái điều à, rất là bình thường thôi bởi vì là thị trường lúc mà ra tin thì đâu có thể nào kiểm soát được hết đúng không ạ đó và đối với sandbox đó, thì thời điểm này anh chị thấy được là cái mốc tb thì ngày hôm trước em nói thì ở đây bây giờ chúng ta xem nó như là kháng cự đây nha chị nha là khoảng 0.4362 à, và thời gian tới thì vẫn còn cái room để chúng ta tăng lên tiếp và cái ngưỡng tiếp theo mà em vẫn muốn nó chạm đến là ít nhất là 0.5 cho đến là ở trên cái cạnh trên là này là khoảng 40 0.46 à, là cái điểm mà em sẽ canh để sót xuống em vẫn sẽ chờ em vẫn sẽ chờ và em tin rằng á, là đồng xem bot này nó vẫn có khả năng lên tới đó vì trong thời gian vừa qua anh chị thấy cái biên độ giá của nó đi không ạ đó biên độ giá nó đi rất là ghê ha, đi rất là nhanh rất là xa và giảm cũng rất là nhanh rất là xa vì vậy là cái vấn đề mà ở à, nó chỉ cần rướng một hai nhịp lên tới đây là không khó ha, anh chị ha và khi mà lên tới đây á thì cái kịch bản cũ của em vẫn sẽ tồn tại là xem xét khả năng từ chối ở quanh khu vực 0.46 này có sự từ chối và quay đầu mạnh thì chúng ta sẽ cần để bước vào những cái lệnh short sắp tới nha anh chị nhé đó và tiếp theo à, về simbox là như vậy thôi chúng ta không có nhiều dữ liệu để chúng ta nói thêm và bây giờ chúng ta sẽ nói đến Solana này thì Solana ngày hôm qua thì em đã kêu anh chị chốt ngay cái điểm kháng cự là 19.2 thì anh chị nào chốt rồi thì chúc mừng anh chị nếu như anh chị vẫn gọi như là gồng vẫn gọi là cố gắng thì bây giờ vẫn có lời vẫn đang có lời nha anh chị nhưng mà em nghĩ rằng là nên chốt đi đó vẫn nghĩ rằng là nên chốt đi và chúng ta sẽ đợi Bitcoin ở trong thời gian tới nó hành động giá ra sao và em sẽ canh để sốt thì thời gian hiện tại thì em thấy được là nó vẫn sẽ có cơ hội để test lại tiếp tục quanh khu vực 11 này bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang được giữ chân giá khá là tốt ở đây anh chị 0.6, 18, 17,9 đô la Thì nó vẫn đang được giữ chân giá của Solana lại thì vì vậy là thời gian tới thì anh chị hãy quan sát ha nếu như mà chúng ta à, vẫn gọi như là tiếp cận đến khu vực một này và tiếp tục từ chối thì lúc đó em sẽ đưa ra những cái sự phân tích cho anh chị sau thời điểm này thì ở 4 giờ thì nó đến à, cái ngưỡng quá mua và đang điều chỉnh rồi đúng là như vậy nhưng mà anh chị vẫn phải nhìn à, quan sát theo thị trường bởi vì là không ngày à, không ngày còn một đoạn nữa vì vậy nó vẫn có thể là rướng một nhịp nữa cho nên là anh chị hãy hết sức là bình tĩnh đối với solana nha anh chị nha không nên vội sót bởi vì solana anh chị thấy được là kẻ nó đánh ghê lắm cái nó đánh nó đi gọi như là đi xa hơn với cái kỳ vọng của thị trường luôn trong ngày vừa rồi thì anh chị thấy được là những cái đồng khác nó tăng vài phần trăm riêng cái đồng này nó tăng hơn 15 sau khi mà nó bứt phá ra khỏi cái đường trên line chúng ta phân tích với nhau và chúng ta lo đó anh chị đó, nó bứt phá ra là anh chị lo lên đúng không ạ anh chị thấy được là gì ờ à, nó đi rất là nhanh và cái biên độ giá nó rất là khùng nó rất là điên rồ trong ngày hôm qua em đặt cái tiêu đề là Solana tăng trưởng điên rồ là như vậy đó, thì anh chị cứ quan sát thật là kỹ về Solana ở trong thời gian tới ha chưa nên vội sót hãy đợi thêm những cái tín hiệu tiếp theo đã. Rồi thì uh, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đồng BOT đó, Đồng BOT Bockerdot vẫn không làm anh em chúng ta thất vọng đâu anh chị. Đó, thì ở đầu tiên cái TB1 ở trong ngày vừa qua thì em kêu anh chị chốt rồi nè. Lên TB2 em cũng kêu anh chị có thể là cần để chốt ít thì anh chị nào chốt là xin chúc mừng anh chị. Nhưng mà nếu như á, mà anh chị vẫn đang gồng thời điểm này thì anh chị thấy được là cái mốc TB2.6100 ta sắp sửa chạm sắp sửa chạm bây giờ anh chị nên dời SL dương về tới khu vực ở dưới này đi à, chúng ta nên dời dần đi tùy anh chị ha nếu mà anh chị đã chốt rồi thì thôi còn nếu như anh chị vẫn đang trong lệnh thì hãy nhắm đến cái mốc TP3 ở trên này sắp tới rồi và chúng ta sẽ chốt 100% khi chạm đến cái ngưỡng là khoảng 5.425 À, nếu anh chị đang gồng cái lệnh lốc với cái chiều hướng là long thì thời gian tới anh chị nên chốt lời đi bởi vì thứ nhất ở 4 giờ sắp đến ngưỡng à, mà nó sẽ có sự điều chỉnh ở khung ngày thì tương tự là chúng ta đã gần chạm đến khu vực quá mua đó vì vậy là hãy gọi là đưa cái con mắt của chúng ta vào cái mốc tb 3 này đây sẽ là cái mốc kháng cự rất lớn và nó có thể là sinh ra những lực bẫy nha anh chị nha và nhìn ở quanh khu vực này thì trong thời gian trước đó nè anh chị nè ở quanh khu vực này nè thì có phải là ở đây nó đâm được một phát nó bị rút về không chị và sau đó tạo ra cái lực rồi đó cho nên là cái khu vực 5425 là cái khu vực mà anh chị cần phải quan sát và đề phòng ở trong thời gian tới nha anh chị và chúng ta sẽ canh sót khi mà em có những tín hiệu tiếp theo cho anh chị ví dụ như nó lên tới đây và bắt đầu nó quay đầu và nó phá ra khỏi cái ngưỡng đầu sóng năm này đó lúc đó là cái sự suy yếu thì lúc đó chúng ta mới canh ở sau còn thời điểm này chúng ta chưa có dấu hiệu cho nên là bây giờ anh chị cần phải quan sát và bình tĩnh thật là bình tĩnh đối với những đồng anh con và trong những cái đồng anh con chúng ta vừa phơi, mới phân tích vừa qua thì anh chị thấy được là gì cái câu chuyện ở thời điểm này đối với những đồng anh con á là nó đang rất rất là cần có một cái sự điều chỉnh sau những cái sự phục hồi của nó ở trước đó ha anh chị ha đó vì vậy là anh chị cần phải lưu ý rằng á là thời gian tới thị trường crypto có thể là uh, ngưng cái sự tăng trưởng và chuyển sang cái cái trạng thái gọi là điều chỉnh. Đó, thì đây là cái nội dung mà em muốn truyền tải đến anh chị ở trong ngày hôm nay. Và anh chị lưu ý rằng á là những cái sự phân tích của em á có những lúc nó sẽ đúng, nhưng mà không phải lúc nào em cũng hoàn toàn đúng, có thể là em sai hôm nay, có thể là em sai ngày mai nhưng mà đây là những cái góc nhìn cá nhân của em và khi mà anh chị xem những cái nội dung này thì anh chị cần lưu ý là chị được xem nó như là nội dung tham khảo và giải trí thôi và khi mà anh chị vào lệnh chơi hay như thế nào á thì anh chị phải nhớ là tài sản là của anh chị anh chị vào lệnh anh chị lo anh chị sót lời hay lỗ thì đó cũng là tài sản của anh chị em không có nắm giữ tài sản của anh chị hay là bắt anh chị phải lo hay sót gì ha đó thì anh chị cứ tham khảo thôi về thì khi mà anh chị xem video này anh chị thấy được là nó mang lại cái giá trị để anh chị an toàn hơn anh chị chơi đinh nó có một cái góc nhìn nó mới hơn thì anh chị đừng quên để lại nút like và nút đăng ký ủng hộ team nha và cũng như là anh chị đừng quên là các chị tham gia thì anh chị có thể là tham gia vào nhóm Telegram channel của tụi em, em sẽ post những cái tín hiệu hay là những cái sự phân tích về thị trường và những cái tin tức của thị trường và cũng như là anh chị có thể là vào đây để mà chúng ta có thể là trao đổi chat với nhau những cái thông tin ở trong thời gian tới anh chị ha. Rồi thì cảm ơn anh chị một lần nữa đã xem đến hết video này và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.